Trồng ít nhiều, chết nhiều rồi cũng bị bệnh hả? Hết nhiều cũng bị hả? Giống nào cũng vậy hết. Những cái này rồi dầm bệnh nè, đổ bệnh dầm với bệnh nè, rồi dầm thấy ngon nè. Nè, với bệnh nè. Nó cũng có trái rồi phải không? Bệnh là trái rồi, dầm nè, trái gì nữa. Để mình cái thuốc mình trị thấy cái độ cái bệnh gì được nè. Cho nên nó bị bộ rễ ở dưới rồi. Trái này dầm ngon lắm chứ. Mà không biết làm sao mà nó ngộ ngộ á. Mà nó nhổ bỏ rồi thấy cái này ủ. Nó có trái là nhỏ làm gì nữa. Bệnh này không sao, bệnh này nó bị sùng đầu mới sợ. Mới thấy nó toàn là trái ngắn, trái dạt không à. Nên như con này đậu nguyên là dùng hai trái dùm chứ không. Đó, này hai trái cái bên này, này đây trái đàn trái. Đã gì đâu nữa, hai trái đậu nó lấy giống mà không thấy nghe rồi còn nữa. Nên nó đi thăm vườn bí của ông anh mua giống bí của mình nha mọi người.